Tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Nhâm Tuất là những người giàu lòng trắc ẩn và vị tha. Họ luôn tìm cách giúp đỡ những người khó khăn, bất hạnh và lấy đó làm phương châm sống cho mình. Bởi vậy mà những người này cả đời thường gặp nhiều may mắn, tài lộc, thịnh vượng. Nếu như phải lựa chọn giữa tiền bạc, địa vị và danh dự, phẩm chất của bản thân, thì chắc chắn tuổi Nhâm Tuất sẽ chọn danh dự và phẩm chất. Bởi vậy, họ không bao giờ làm điều gì trái với đạo đức, làm tổn hại đến chữ tín, phẩm chất con người mình. Những lúc gặp phải khó khăn, gian khổ, tình yêu chính là nguồn động lực giúp người tuổi Tuất mệnh thủy chinh phục được thử thách và cân bằng cuộc sống của mình. Bước sang năm 2021, tuổi Nhâm Tuất phạm phải hình thái tuế, khiến cho vận trình làm ăn không được tốt, sẽ gặp đối thủ, sẽ sinh bất hòa giữa các mối quan hệ thân thiết, thậm chí còn tán gia bại sản, tiền bạc đội nón ra đi. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của cô chú tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Nhâm Tuất trong 6 tháng cuối năm 2021. Vận trình của cô chú tuổi Nhâm Tuất trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vận sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của cô chú tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Theo tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy, vận trình thời gian này của cô chú tuổi Nhâm Tuất có khá nhiều biến động do ảnh hưởng của hình thái tuế. Phương diện công việc có nhiều thay đổi, tiếc rằng chủ yếu theo hướng cô chú không mong muốn. Sự cạnh tranh nhiều hơn làm tăng nguy cơ phạm tiểu nhân, họa thị phi rình rập. Dù cô chú có quý nhân giúp đỡ lúc khó khăn, nhưng đa phần đều do nỗ lực bản thân là chính. Các mối quan hệ cũng không được tốt đẹp, sẽ sinh bất hòa với người xung quanh, thậm chí còn bị lôi kéo làm chuyện xấu, khiến tiền bạc thất thoát. Bên cạnh đó, sức khỏe của cô chú trong nửa cuối năm dù không có nguy cơ nghiêm trọng nào tiềm ẩn, nhưng cô chú có thể bị thương, tai nạn, sự cố trong quá trình di chuyển, chú ý khi điều khiển phương tiện giao thông. Đặc biệt, người xưa thường nói, mỗi năm khi tương trùng cùng với sao thái tuế, thì con giáp đó ắt có những khó khăn không thể tránh khỏi. Trong năm phạm thái tuế, gia chủ sẽ dễ gặp phải nhiều điều bất thuận, công việc khó khăn, sức khỏe suy kém, tình cảm lận đận, tiền bạc tổn hao. Vì vậy, để có thể hóa giải được vận hạn của hình thái tuế, thầy Gia Cát khuyên cô chú tuổi Nhâm Tuất hãy mang bên mình một thẻ kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó. Mặt sau có in lệnh phù thái tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh. Từ đó cô chú có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của cô chú tuổi Nhâm Tuất trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Tử vi của cô chú tuổi Nhâm Tuất trong nửa cuối năm 2021 có cho thấy cục diện tương hình cản trở không nhỏ tới con đường công danh, sự nghiệp của cô chú. Nó khiến cho cô chú thiếu tính chủ động, sẽ đắc tội tiểu nhân vì sự bảo thủ của mình, cộng thêm cạnh tranh trong công việc với đồng nghiệp cũng nhiều hơn, thị phi mâu thuẫn, liên miên, thậm chí còn bất đồng quan điểm với cấp trên,
điều đó đã ảnh hưởng tới tinh thần làm việc của cô chú. Lời khuyên dành cho cô chú tuổi Nhâm Tuất thời gian này là hãy luôn chủ động trong tất cả mọi việc, tự lực cánh sinh, có chính kiến là tốt, nhưng cũng cần học cách tiếp thu để hoàn thiện bản thân. Việc mù quáng tin tưởng nhận định của bản thân sẽ khiến cô chú tự mình gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, trong thời điểm này, các chuyên gia phong thủy còn khuyên cô chú tuổi Nhâm Tuất hãy mang bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân, sân, ngọ, tuất. Năng lực tam hợp khí ở vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân sẽ chiêu cát lành, tài lộc, may mắn về cho cô chú. Đồng thời, khi mang vòng tay bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc, hành thông phát triển, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn, tâm trạng cũng vì thế bớt tiêu cực. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính của cô chú tuổi Nhâm Tuất có nhiều nguy cơ hao hụt do chi tiêu không có kế hoạch và còn vì cả tin nên sẽ bị người khác lợi dụng. Có những thời điểm cô chú tiêu tiền không cần suy nghĩ vì tình hiếu thắng của mình. Đây là một thói quen xấu mà cô chú cần thay đổi càng sớm càng tốt. Tiền bạc kiếm bằng mồ hôi xương máu càng cần phải quý trọng và chi tiêu sao cho hợp lý. Trong thời gian này, cô chú cũng có nguy cơ mất tiền vì đầu tư không đúng chỗ khi nghe lời bạn bè rủ rê. Dù đã dốc rất nhiều tiền vào dự án đó nhưng đều như muối bỏ biển, bỏ ra nhiều nhưng thu hoạch lại chẳng được bao nhiêu. Thời điểm này tốt nhất cô chú không nên tham gia dự án đầu tư bất động sản, tránh những hoạt động đầu tư mạo hiểm và không nên tùy tiện mở rộng thị trường. Các dự án hợp tác, cô chú cũng nên tìm hiểu kỹ càng về đối tác. Tốt nhất nên duy trì những mối quan hệ lâu năm, đáng tin tưởng, thận trọng với người mới quen biết. Ngoài ra, để có thể hóa giải cục diện xấu, thì các chuyên gia phong thủy khuyên cô chú Nhâm Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí của nhân Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp cô chú xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Xem tử vi nửa cuối năm 2021, phương diện tình cảm của cô chú tuổi Nhâm Tuất có dấu hiệu đi xuống, xuất hiện nhiều trục trặc, mâu thuẫn phức tạp. Với cô chú đã có đôi, có cặp hoặc đã lập gia đình, vợ chồng thời gian này sẽ dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn. Hai người luôn giữ hậm hực trong lòng và chỉ đợi thời cơ bùng nổ. Nguyên nhân cũng bởi vì cả hai đã quá bận rộn với công việc của riêng mình nên ít có thời gian trò chuyện, tâm sự, chia sẻ với nhau. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, cả hai dần hình thành thói quen tự mình giải quyết thay vì sẻ chia với nửa kia. Đến khi mọi chuyện vỡ lở mới khiến lòng tin lung lay, thay vào đó là sự nghi ngờ, ghen tuông khiến mối quan hệ đứng trên bờ vực đổ vỡ. Còn với cô chú còn đang độc thân thì thời điểm này cơ hội cải thiện tình trạng lẻ bóng của cô chú không nhiều. Cô chú cũng trở nên bị động, không muốn chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình. Cho dù có đang trong một mối quan hệ thì cũng vì sự mập mờ, mãi không có tiến triển mà sinh ra sự chán nản, xuyên đến lại đi, khó thành. Chính vì vậy, để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi Nhâm Tuất hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, sân, ngọ, tuất. Với năng lực của tam hợp khí sẽ giúp phòng đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những cô chú còn độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Thổ khí vượng trong điều cuối năm 2021 nhắc nhở cô chú tuổi Nhâm Tuất cần chú ý tới các vấn đề tim mạch, tiêu hóa. Cô chú nên duy trì thói quen sinh hoạt tốt, phòng tránh nguy cơ bị lão hóa do tuổi tác và ảnh hưởng từ môi trường. Ngoài ra, cô chú nên chú ý đi đứng thận trọng, tránh tai nạn bất ngờ. Đặc biệt, để hóa giải được tác động của hình thái tuế thì cô chú tuổi Nhâm Tuất hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ xua đuổi hung tinh và hóa giải vận hạn, ảnh hưởng đến sức khỏe của cô chú trong thời điểm này. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ cô chú tuổi Tuất trong thời gian sắp tới. Quý vị thân mến, trên đây là phần trình cụ thể của cô chú tuổi Nhâm Tuất trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của cô chú qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch.
Trong tháng 7 âm lịch, dù là tháng cô hồn, nhưng cô chú tuổi Nhâm Tuất có thể được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, tìm ra lối thoát trong tình thế bế tắc. Nhưng tình hình sức khỏe vẫn chưa được cải thiện tốt lên. Hung tinh chiếu mệnh từ tháng trước vẫn ảnh hưởng sang cả tháng này. Đặc biệt trong tháng cô hồn, cô chú nên chú ý đi lại thận trọng, lái xe chú ý an toàn, đề phòng tai nạn bất ngờ. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tương hại mang điềm báo tiểu nhân khiến vận trình tháng 8 của cô chú tuổi Nhâm Tuất gặp diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn. Cho nên trong thời gian này, cô chú cần hành sự thận trọng, tiết chế cảm xúc, hạn chế cạnh tranh về tiền bạc, lợi ích hay quyền lực, kẻo tự giúp thêm kẻ thù. Hơn nữa, thường ngày, cô chú cũng là người có kỹ năng quản lý tài chính tốt, nhưng lại sẽ mắc tật chủ quan, cứ tặc lưỡi là rút hầu bao, không suy nghĩ, cho nên khó tránh khỏi sai lầm. Đặc biệt tháng này lại có hiện tượng phá tài, cho nên cô chú cần giữ túi tiền thật chặt. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch, cô chú tuổi Nhâm Tuất cần hết sức chú ý đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân. Bởi cục diện hình thái tuế khiến tinh khí thất thường hơn, sẽ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, thậm chí ẩu đả với người khác. Do đó, cô chú cần kiểm soát cảm xúc của bản thân, nếu không, người bị thương cuối cùng sẽ là chính mình. Hơn nữa, trạng thái tinh thần sa sút trong tháng cũng ảnh hưởng đến nhiều mặt của cuộc sống. Thái độ làm việc uể oải, không hăng hái nên chất lượng khó đạt yêu cầu. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Nhìn chung đây là tháng khá yên ổn, cô chú tuổi Nhâm Tuất sẽ không phải lo lắng nhiều. Công việc tiến hành đều đặn, đi đến kết quả cuối cùng. Đôi khi kết quả chưa thực sự ưng ý nhưng cô chú cũng không quá khắt khe nên tự nhủ lần sau cố gắng hơn là được. Ngoài ra, cách thức làm việc quyết định phần lớn tới kết quả công việc. Cô chú hãy thử thay đổi cách làm hiện tại. Biết đâu, nó sẽ mang tới nguồn cảm hứng hoàn toàn mới và giúp cô chú có được sự đột phá trong sự nghiệp. Cô chú cũng sẽ thấy trong tháng này mình có nhiều tham vọng hơn, làm việc gì cũng chủ động hơn. Mặc dù quá trình này có thể sẽ khó khăn và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn, nhưng bù lại, năng lực của cô chú không ngừng được cải thiện. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Vận trình của cô chú tuổi Nhâm Tuất trong tháng này có dấu hiệu ổn định, công việc tiến triển đều, có quý nhân tương trợ. Trong tháng, các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa và có người giúp đỡ khi gặp khó khăn. Đồng nghiệp và cấp trên đều nhiệt tình tương trợ cô chú khi cần. Tuy nhiên, tài vận trong tháng không khởi sắc, nhu cầu chi tiêu lại tăng lên. Việc tiêu tiền diễn ra thường xuyên dù mục đích không phải lúc nào cũng thực sự cần thiết. Cộng thêm thói quen mua sắm vô tội vạ chỉ khiến cô chú tự gây ra áp lực kinh tế cho mình. Thứ sáu, tử vi tháng 12 âm lịch. Vận trình tổng thể của cô chú tuổi Nhâm Tuất tương đối ổn định trong tháng cuối năm này. Sau cả một năm cố gắng vừa qua, thời điểm này cô chú cũng có thể được tận hưởng thành quả từ những nỗ lực trước đó của mình. Công việc tiến triển tốt, đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, thời điểm năm hết Tết đến, vì quá bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ, khó tránh lúc nhầm lẫn, thiếu sót, cô chú phải làm việc thật tỉ mỉ và thận trọng mới không mắc sai lầm. Tài chính trong tháng cũng có dấu hiệu tăng lên, chủ yếu nhờ khoản lương thưởng cho sự chăm chỉ và cố gắng của cô chú trong cả năm. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Nhâm Tuất trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo 6 hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sau hạn của chú tuổi Nhâm Tuất. Chú tuổi Nhâm Tuất trong thời gian này sẽ bị sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là sao xấu gây hao tán tiền bạc. Dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay và cần đề phòng quan sự. Không những vậy, chú còn gặp phải hạn Thiên Tinh. Khi gặp hạn Thiên Tinh, chú phải đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay, vạ gió, nên chú ý lời ăn, tiếng nói. Còn với cô tuổi Nhâm Tuất thì trong thời gian này may mắn là sao Thái Âm chiếu mệnh. Sau này thường đem lại cho nữ giới sự hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn, tiền tài, nhất là liên quan đến bất động sản, làm cho người toại nguyện những ước mơ. Tuy nhiên, cô cần chú ý đến hạn Tam Kheo thời gian này. Khi gặp hạn Tam Kheo thì cô nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt
hay mắt bị mờ. Thứ hai, luyện hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của cô chú tuổi Nhâm Tuất trong thời gian này gồm có sao Thiên Đức mang quý nhân phù trợ, còn có Kình Dương và Quả Tú gây cô khắc về mặt cảm xúc, đề phòng tai nạn bất ngờ. Cung tam hợp thì có các cát tinh Thiên Việt, Thiên Khôi, Hồng Loan, Đào Hoa, Nguyệt Đức, Thiên Trù, báo hiệu vận quý nhân phượng, nhân duyên cát lành, có lộc ăn uống. Còn có các hung tinh cô thần, thiên không, kiếp sát, hôi khí, tử phù gây trở ngại về tâm lý, gia đình có chuyện buồn khóc. Cuối cùng là cung xung chiếu gồm có các sao tuần, triệt, quan sách cản trở khá nhiều tới công việc và các phương diện khác. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của cô chú tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.